Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào anh em đã quay trở lại với tựa game Võ Hồn Đại Lục VNG nhá. Ngày hôm qua thì mình đã làm một cái video để hướng dẫn anh em cày chay ngày đầu tiên rồi. Thì hôm nay bắt đầu một series mới, đó chính là nông dân 120k nhận cốt, cũng như là đây là mình nạp đầu nha, 120k nạp trên web thì nó rẻ hơn là 9k anh em ạ. Thế nào với thẻ tháng thì không biết là có tính nạp đầu nhỉ anh em nhỉ? Nạp thử cái thẻ tháng xem nào. Kim bảo mình đang có 36 à? Cứ thử xem, biết đâu lại có cái kim bảo thẻ tháng này lại ngon. Đồng ý cái nào. 60 kim cương, hiện tại là mình đang có 11 cái này. Ôi dồi, không biết này liệu có đủ không ta. Rồi luôn, đặc quyền VIP, nhảy lên VIP 2 rồi. Mua luôn. Tiếp tục, mua luôn. Ui giời. Đâu, nạp đầu xem nào. Nhận luôn này. Ok. Như cái này thì đủ chưa? Chưa đủ. Holy shit. 124.000 nữa. Ui. Ok thôi, đành nạp thêm 20k nữa vậy. Để có thể là kiếm thêm. Lên luôn anh em ơi. Trời ơi, đủ 129k thì con này cái nào. Đáng lẽ ra là mua luôn một cái gói kia thì nó đủ rồi. Nhưng lại hút vào gói thể tháng nó lẻ mất 5 cái điểm này này. Bực thực sự luôn. 50 kim bảo anh em nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vã thôi. Thế là đủ 129k rồi nha anh em ơi. Đặc quyền VIP. 688 kim cương vẫn đủ luôn. Mua. Rồi ngon lành cái nào nha. Có nhiều cái bé chiêu mộ là tuyệt vời nha anh em ơi. Ok là thành công này. Tưởng là có thứ gì chứ. Rồi quay trở lại nha anh em ơi. Ai chà, hơi lag ta. Bây giờ thì mình sẽ có thể là nhận thêm được một vị tướng nữa, 129k. Đây rồi, tiền thẻ đường tam. Tiền thế, tiền thẻ gì đó. Wow, ngày thứ 3 là có thể nhận thêm cái skin gì đấy, trông khá là ngon lành cành đào nha anh em ơi. Tiệc hồ bơi anh em ạ. Đẹp dài đấy. Và với hai vị tướng bậc 2S như thế này thì rất là ngon lành cành đào cho mình khi mà đi vào đài giai đoạn đầu game. Nhận luôn một chút thể lực nha. Ui giời. Lâu thế. Ok lên. Với những anh em nào mà có vị tướng 2S ngay từ đầu thì rất là lợi. Bởi vì là chúng ta sẽ có thể là nâng cấp cực kỳ là nhanh. Còn những anh em nào mà cày chay thì rất là khổ. Anh em nào mà chưa xem video ngày hôm qua mình đã làm á, thì thấy khổ như thế nào khi mà không có vị tướng bằng 2S đi vượt ải. Cực kỳ tốn luôn. Lầu vai cả trưởng ra anh em ơi. Sức mạnh của vị tướng bậc S với cả 2S nó khác bọt thật đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ all in vào tiền thế đường tam trước anh em nhé. Đột phá nhanh này. Đấy, khi mà chúng ta đột phá lên thì cái bậc nó cũng tăng lên và mở thêm được skill nha anh em. Tăng 5 cấp luôn. Chưa có cái gì để nâng cả. Tăng sao? Không có gì tăng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở đồ giám hồn sư anh em nhé. Chắc chắn là bây giờ sẽ phải kích hoạt thêm đi. Lực chiến nó sẽ tăng lên và đi vào đài nó cũng sẽ dễ hơn anh em ạ. Đấy là các bước theo thứ tự. Chơi như thế cho nó dễ nha, đỡ mất thời gian. Ok, kim cương này. Ôi, cũng được khá là nhiều kim cương anh em nhé. Xin luôn. Nhiệm vụ khá là đơn giản anh em ạ. Chỉ việc click, click, click thôi. Là lực chiến là tăng ầm ầm luôn. Ui giời ơi, cái việc nhận kim cương đây nó hơi phế vật nhờ anh em nhỉ. Kiểu như nó click mãi không được ấy. Đấy. Hiệu ứng nó hơi rườm rà tí. Rồi. Đáng lẽ ra nó tự kích hoạt cho mình luôn, đằng nào chẳng phải kích hoạt nhỉ. Thì chỉ việc ấn ở đây nhận kim cương là được. Đằng này là còn phải ấn kích hoạt nữa, khổ vai. Ok. Quay trở lại xem nào. Một số những cái hoạt động có thể nhận được. Đây rồi. Đấy, nhận luôn được 10 vé này. Rồi, đoán như thần anh em ơi. Tiếp tục là hoạt động này đi. À, đây rồi. Thẻ tháng được hoàn trả. Khá khá luôn anh em ạ. Thưởng tăng cấp. Mua thể lực. Đúng rồi, khi mà mình lên VIP 2 thì sẽ có thêm lần mua thể lực. Thì chúng ta cũng sẽ có thể là tiến độ đi vào đài nó nhanh hơn. Do là có nhiều thể lực hơn anh em nhá. Quỹ trưởng thành. Chỉ cần tốn 1.000 kim cương thôi là mua được rồi. Ồ, VIP 2 nó còn có một cái lợi thế như thế này nữa. Mua luôn chứ chả tội gì mà không mua cả anh em ạ. Rất rất nhiều kim cương luôn. Và mảnh bậc S để có thể nâng cấp cho tướng 2S của mình. Nhận luôn. Phúc lợi chung. Phúc lợi ngày. Tiếp tục là nhận nha. Có xúc xích là ngon rồi.
VIP không này, mua luôn. Kim cương thì kiếm khá là dễ nha anh em. VIP 2 mua luôn. Ô, VIP 2 ngon nhờ. Chính ra là đạt cái cột mốc VIP 2 là được đấy, hợp lý đấy anh em ạ. Ok à, hơi lag tí. Hoạt động hạn giờ. Tiếp tục là nhận nha. Nhận ngay. Úi xời, ngon quá. Chiêu mộ phần thưởng à, qua hạn giờ. Hết. Hơi lag. Cửa hàng. Rồi, cái này thì tính sau nha. Trùng sinh cũng tính sau, nhiệm vụ tính sau này. Lam ngân bí bảo, ui, ông này 1.2 triệu. Thôi thôi, bỏ qua. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi chiêu mộ ở trong võ hồn điện anh em nhé. Có 67 cái vé này, giảm giá 50% một lần đúng không? Thì cái này nếu như anh em thiếu thì có thể là mua. Giảm giá 50% thì khá là ngon, mỗi x1 thôi. Còn lại giảm giá cái 10% này thì coi như là không giảm giá gì. Mục luôn. Ok, mảnh tướng bậc 2S. Mặc dù nó ghi là tỷ lệ xuất hiện tướng 2S cũng có đấy, nhưng mà nó rất là thấp luôn. Mình đã chiêu mộ rất nhiều rồi, mấy trăm vé rồi, nhưng mà chưa thấy tài khoản con ác nào có thể ra được vị tướng 2S ở trong này cả anh em nha. Ok. À, cộng cũng được. Giờ này chỉ cần kích đồ giám là ok rồi. Rồi, 28 lần nữa thôi. Ái chà, toàn A cộng thôi anh em ạ. Thêm một lần đến 10 nữa nào. Ô, chính ra từ nãy giờ mình được 8 mảnh anh em này rồi. Thiên thanh. Ô, linh hồn chú chúc thanh cũng có này. Cũng được, nói chung là cũng ok. 60 lần thì sẽ nhận thêm mảnh tướng bậc S ở đây. Rồi, xịn sò con bò luôn. À, ở đây à, em này như là mình cũng chưa có này, lấy luôn. Rồi, tiếp tục là kích đồ giám phát trước khi là đi vượt phó bản anh em ơi. Triệu hồi một em. Đó. Đồ giám. Tiếp tục kích hoạt. Chỉ số cứ thế là tăng ầm ầm thôi anh em ơi. Hiện tại thì server 12 này nó ra vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay nha anh em. Nếu như anh em nào mà muốn YouTube các kiểu thì vào khẩn trương lên thôi. Chắc là hôm nay chủ nhật nên nó ra nhiều server hơn đấy. Ui da. Ấy, kim cương của mình lại lên rồi. Uầy, nãy giờ chưa thấy tăng được cái bậc đồ giám hồn sư lên nhỉ anh em nhỉ. Nhiều vãi. Nhận mói cái tay luôn anh em ơi. Ôi dạ. À, hết rồi đấy anh em ạ. Tuyệt vời. Giờ thì xem yêu lực xem nào. Tăng cấp được lên không? Chưa. Tăng sao thì cũng... Đấy ơi, khi mà có mảnh này tăng sao nó mới sướng đời này anh em này. Thêm nhanh một phát là tăng lên 2 sao luôn. Tiếp tục lên level 10 thì mình sẽ nâng cấp tiếp nhá. Bây giờ là sang chú Trúc Thanh. Thêm nhanh luôn này. Ủa không có hả? Trời ơi, không đủ mạnh à? Trong túi mình còn khối mà. Mở túi. Ê, la quái cả trưởng luôn. Mở luôn cái skin à. Đây, rất là nhiều mảnh luôn anh em ạ. Mở ra luôn. Mình sẽ chọn những em nào mà có rồi ấy. Tránh trường hợp là nó ra em tướng chưa có thì mình sẽ kích được đồ giám nhưng mà nó lại không có mảnh để nâng sao. Bây giờ mình đang cần nâng sao đấy. Ơ kìa, Tiểu Vũ Beep Boy. Xong rồi. Rõ là mình tưởng là có Tiểu Vũ rồi, hóa ra là chưa có à. Thôi được rồi, bây giờ mở thêm Tiểu Vũ phát nữa vậy. Tối đa luôn. Thế là ok. Trời ơi, sao mỗi lần chuyển cảnh nó lag thế à trời. Tăng sao này. Thêm nhanh. Ok, thế là lên là 2 sao rồi anh em ạ. Nhìn chung cái tựa game này thì dù là cày chay hay là làm ít nông dân các kiểu,
100k ở đây thì cái lối chơi nó vẫn là như nhau thôi. Chủ yếu ở giai đoạn đầu vẫn là đi vượt phó bản để chúng ta có thể kiếm thêm nhiều cái vé chiêu mộ. Khi mà có nhiều vé chiêu mộ rồi thì chúng ta sẽ có thể sở hữu được nhiều vị tướng và kích hoạt đồ giám. Kích hoạt đồ giám xong thì chúng ta thừa mảnh nó sẽ tiếp tục đi nâng cấp cho vị tướng của mình. Nhưng mà thực sự để mà nói thì đội hình của những anh em mà nông dân cày chay nhá, cày chay không phải là nông dân, cày chay chính hiệu luôn, không nạp được xu một cách nào ạ, thì nó rất là khó và đòi hỏi tính kiên trì của anh em rất là cao, và nó lại còn ít cái lần để mua thể lực nữa. Nên là mình làm 120-140k ở đây là cái tốc độ của mình nó sẽ nhanh vượt trội hơn đấy. Đấy, chia sẻ thật với anh em là như vậy. Mình có vị tướng, hai vị tướng 2S thì tốc độ đi vừa này nó cực kỳ cao. Thực ra làm 20k là chúng ta cũng đã có một vị tướng 2S là em Chu Trúc Thanh rồi, và em đấy thì đi vượt ải cũng khá là ổn. Tuy nhiên là vượt đến tầm ải 9 rồi thì nó cũng sẽ bắt đầu gặp khó khăn nha anh em. Hy vọng rằng là với em tiền thế đường ta mà nữa thì mình sẽ có thể là vượt ải sâu hơn và có nhiều lần mua thể lực hơn, bởi vì VIP mình là VIP 2, mua được quỹ trưởng thành các kiểu thì kim cương dồi dào hơn nữa. Rồi, có tính năng tự động rồi thì đánh đấm nó sẽ sướng hơn anh em, đỡ phải mệt hơn. Thì có lẽ là mình dừng video ở đây nhé. Thì hẹn gặp lại anh em ở video ngày thứ 2 trong series Võ Hồn Đại Lục PNG nha.